nổ xịt khói luôn hả chú? Bởi vì cái bê trong là nó dày lắm. Dạ. Dạ. Tầm mắt cạn trên kia có một cái tòa lá cũng bị nghiêng sụp. Ôi kìa, cô chú anh chị nhìn dài lại đó đi, không còn một miếng nước luôn hả. Cái bê tông này dày là 1 tấc 6 anh. 1 tấc 6 à? Con đem đo thử coi. Đúng rồi, 2 mét. Ủa, nó bằng luôn, nó bằng tưởng tượng như là mình đi không có bị sạt lở gì đó. 600-700 đó. Tại vì hồi lúc làm này cũng 600-700 triệu nè. Mấy năm? Ủa như lậu này hả? Mới làm luôn trong Tết này. Rồi rồi. Rồi cảm ơn anh trai. Đó. Đây là bữa nay là mình dành cho khán giả. À khán giả người nghe bằng động tác á. Phân biệt nhà cửa là cái gì bà con hết, cứ khu nào không có chân là tuôn xuống hết. Đi nghiêng cái chợt xuống nè mình không có đi nè. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bước chân miền Tây đang ngồi trên cái một cái giỏ đây, nhưng mà cái giỏ này không có đi với dưới nước nữa mà là phía sau của chân tay cô chú anh chị nhìn nè, đất nứt nẻ hết. Một cái vỏ lãi nằm trên một cái con sông ở khu vực này là thuộc huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Trong video lần này bước chân miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khô hạn ở miền Tây, đặc biệt là gần U Minh Thượng trong những ngày qua ảnh hưởng từ mùa hạn hán khô hạn gây sụp lở và sạt lở đất, ảnh hưởng đến tài sản cũng như là một số vùng rất là nhiều khó khăn, mất nhà mất cửa tuôn xuống hết dưới lòng kênh lòng rạch. Bước chân miền Tây đang đứng ở dưới lòng của một cái con khúc này kêu là cái con kinh, nhưng mà mình thấy lớn lắm, như là một cái con sông vậy đó. Đây nè, vỏ lãi bây giờ phải nằm ở trên bờ hết rồi, cạn khô rồi, mình đi xuống dưới lòng luôn. Rồi cạn khô hết nước luôn rồi đó. Chỉ còn một tí xíu nước thôi. Đây là ngã ba sông nè. Nói con kênh chứ thật ra mình thấy cái đoạn này nó lớn lắm. Cô chú anh chị thấy cái ngã ba không, bên đó bên đây. Bây giờ giống như đang là một cái khu vực đất liền thôi. Lòng sông thì nứt nẻ hết. Ở trên quốc lộ hiện tại sạt lở kinh khủng luôn. Chút xíu cho mình tay sẽ đi lên đó cập nhật tình hình cho tất cả mọi người xem. Và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh để làm bình luận, một like và để ủng hộ tinh thần cho bước chân miền Tây nha. Đi mấy nay quá trời nắng là bước chân miền Tây bị nghẹt mũi nên nói chuyện nghe không có được hay lắm, mọi người thông cảm. Đây cái lòng sông, ghe xuồng bờ gì này kia này nó nằm lển ngển hết trơn, không có còn sử dụng, nó nằm trên bờ hết rồi. Có mấy cái chiếc nó bị nứt luôn gì. Đây, để mình đi vô giữa cái lòng cái khúc sông này. Này người ta bắt dáng để ta đi qua sông. Đây mình đang đứng giữa cái này là ngay trọng tâm của ngã ba sông. Ôi kìa cô chú anh chị nhìn dài lại đó đi, không còn một miếng nước luôn đó. Bây giờ mình sẽ tìm cách, mình sẽ đi dài đó để mình quay cho tất cả mọi người thấy. Mình nhớ cũng mình cũng có quay một cái video ở Cà Mau, mình cũng đi nguyên một cái lòng luôn, một lòng con kinh luôn mà không biết có lúng không nữa nè, rất là sợ tình trạng bị lúng. Mà mình cũng bị lúng hết mấy lần này, lúc chiếc dép luôn, đi lên không được. Rồi đất này cứng rồi, đất cứng là chứng tỏ là mùa khô đã kéo dài lắm.
Vậy là mấy cái, cái này người ta đi, đi đập bẫy gì đó, như đập cặp chuột hay gì đó, của người dân. Chắc đi theo mấy cái mé kinh kinh này đập bật gặp đó. Bên cái nhánh này thì còn một chút xíu nước, nước này thì toàn nước mặn thôi, không sử dụng được. Đây, chúng ta cùng nhau đi đi dạo nha. Đi dạo trên một cái khúc sông nha. Ồ, khô hết trơn, không còn một giọt nước luôn rồi. Ồ, khô hạn như thế này thì không có nước ở dưới kinh gạch ao sông, không có nước thì rất là nguy hiểm. Ở Cà Mau cũng đã xảy ra hiện tượng là cháy rừng rồi, cách đây 2 ngày trước. Không, đi cái khúc sau này mình dài là mấy cây số luôn á, xa dữ lắm, đi không nổi đâu. Mình cố gắng mình đi một đoạn cho mọi người xem. Chơi hồ chơi đáy hết rồi. Không biết cá cua gì dưới đây nó còn sống không biết nữa. Nắng quá nắng. Còn như mày nghĩ là mấy con ốc thôi, hoặc là mấy con lươn gì nó nhú nhú dưới sình, chốt giữa còn nước á. Ôi, hết một con đoạn sông luôn. Ở dưới sông thì khô nước, trên bờ quốc lộ nhựa thì sụp đất, sạt lở, nhà dân thì bị tuôn xuống sông, xuống kinh, xuống gạch. Đó, tình hình hiện tại của U Minh Thượng là như vậy. Đây nè, lòng sông mà nứt nẻ nè. Dã man thiệt. Đằng kia có mấy cái lú mà người ta bỏ luôn rồi, đâu còn nước nữa đâu. Đó, phía xa xa cái lú màu đen đen. Chỗ này nè, ta bỏ luôn rồi. Để mình đi lại gần gần đó, mình quay cái lú cho mọi người xem nha. Nứt hết trơn rồi. Chỗ này thì còn rộng chút xíu nước. Thôi bây giờ mình sẽ di chuyển trở lại đầu trên đó để mình quay. Đầu trên đó khô lắm. Những con kênh, những con gạch thuộc vùng gần U Minh Thượng bây giờ đã cạn trơ đáy rồi. Gác ở trên đó sinh hoạt tuôn xuống quá trời gác luôn. Những con kênh thế này thì đã không còn nước. Đây, mấy cây cầu qua sông. Kênh gạch này là bây giờ là ghe xuồng cũng không có đi được. Đất nứt nẻ hết rồi. Cái phần nền nhà này cũng tuôn xuống luôn nè. Người dân người ta đã khắc phục rồi, di dời lên sông hết rồi. Cái phần cái cây cầu của mình đang đứng cũng may mắn chưa có sụp, nhưng mà đất bên đây mọi người xem kìa, đất nó sụp xuống hết luôn rồi. Nguyên cái phần chõm nắp như này. Cũng may là cái phần cầu này.
Hiện tại thì rất là nhiều nơi bị như thế này. Chúng ta mình tay sẽ đi dài dài để cập nhật cho mọi người xem. Ôi kinh hoàng quá. Đúng rồi, là cây cầu còn nguyên để bà con chạy qua chạy lại. Con kênh khô hạn, chiếc xuồng nhỏ nằm mắc cạn. Trên kia có một cái chòi lá cũng bị nghiêng sụp. Mình thấy là bị nghiêng chuối vào phía trước rồi. Đồ trong nhà người ta đã lấy ra hết. Cái tivi của mấy cái căn hộ bị gớt xuống đây, hư luôn, người ta bỏ luôn nè. Còn đây là một đoạn đường bê tông, nhưng mà cái phần mí đất giáp mí với đường bê tông nó tuột xuống. Lại gần đây mình quay nguyên cái vàng cây cây ăn trái, cây cây mít người ta trồng á, là tuôn xuống hết luôn cô chú anh chị. Nè, mấy cây mít nè. Ồ. Tuôn xuống hết luôn rồi. Thôi. Cái này là nguyên cái vàng ta trồng theo mấy đường á. Trồng cây để giữ đất theo mấy đường á, bây giờ cây cũng không giữ được đất luôn do cái độ sụp lúng. Còn hàng ngày bà con phải đi lại lại qua đây mấy cái động này. Thấy cũng nguy hiểm. Đây xuống đó cỡ hơn cỡ 2 mét. Mấy cái mít mấy cây này lúc trước là nằm trên đây hả chú hai? Dạ. Nguyên về luôn. Dạ. Lâu cho chú, cái này là lâu chưa? Mới đây hả? Dạ. Hồi xưa tới giờ là có xảy ra những cái hiện tượng như thế này không chú? Bị hoài à, nó nắng hạn rồi nó bị à. Có nghĩa là nắng hạn càng gay gắt chừng nào thì sẽ xảy ra những hiện tượng như thế này. Đất này đất u minh nó không có chân ấy, rồi nó mốc ở dưới sâu quá rồi cái bùn nước, cái nước nó thâm vô đây cái nó sụp nó đùa bụng, thấy không đùa bụng là không? Người ta nạo vét kênh hả chú? Nó vét kênh nó sụp cái bụng nó đưa ra ngoài thì đất nó không có chân. Dạ. Là một phần là nạo vét kênh để tạo nguồn nước ha. Rồi cảm ơn chú. Dạ, đất không phải là đất sét nên nó cái độ bám nó không có hay chú hai? Đúng rồi, nó nông vô cái nó mềm. Dạ, con thấy đất ở đây với đất vùng Cà Mau cũng giống nhau. Đúng rồi, U Minh, cái này U Minh Thượng, cái dạ. Cà Mau, U Minh Hạ nó giống dạ, nhau. Giống nhau, một thứ à. Dạ, nó sụp nó từ từ đường lộ rồi nè, nó găng rồi thấy không? Ủa, nó, lúc trước có đường lộ mình có cái đường găng này không? Đâu có đâu, bây giờ nó găng rồi. Nó chung nó chung với cái dạng về, dạng mít đó hả chú? Ừ. Ủa, nó đi thẳng băng luôn nè. Ừ. Nó găng găng rồi. Ồ, nguy hiểm quá. Ở đây dòng dài dài lên đây có nhà bà con đâu có ảnh hưởng không chú? Không đâu, ở dưới bên kia nó mới nhiều, bên kia nó nhiều lắm. Bên dạ. Mình chạy ra đó. Dạ. Cách chạy ra mấy cây số nó sụp nhà cửa rồi nó sập tới chơi. Ở đây mình thấy gần phần đất mình đứng nè. Tuôn đất ra ngoài tuôn rồi còn đường bị găng rồi. Trời ơi. Mặc dù cũng có trồng các loại cây ven mé kinh để giữ đất nhưng mà cũng sụp là sụp đó, người ta đóng luôn mấy cái vàng cừ chàm kìa, tuôn luôn. Ồ, cây dừa bay xuống dưới luôn rồi. Sạt lở cô lâu chưa?
Dạ vậy cái này cũng mới rồi. Cái này là cái con thấy sao hay xây khung khung nè, nuôi hay gì? À, trang trại nuôi lươn với nuôi chồn. Dạ, giờ là về ra bên kia. Giờ lên trên đó đó. Dạ. Thục lại lên trên đó chứ giờ dưới đây nó sụp lở hết trơn luôn mày. Dạ. Là nó có biểu hiện gắt nó đổ xuống là mình di dời liền hả con? Đúng rồi. À, nó mình thấy nó sụp xuống rồi đầu dời lên trên khiên chồn lên. Dạ. Dạ. Cũng vậy là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Nó chỉ ba cái nhà cửa thôi. À, chứ con giống thì nó không gì. Dạ, chú ý còn gì cũng không sao. Cũng thiệt hại cũng số to tát chứ không có con giống thì không gì. Ý nói về mặt con người cũng như là con vật của mình nuôi á. Đúng đúng rồi, không sao nhưng mà nhà cửa thì thiệt hại. Khoảng bao nhiêu tiền con? Này chắc cũng khoảng 600-700 đó. Tại vì hồi lúc làm này cũng 600-700 triệu nè. Dạ. À. Rồi gắt là nó làm cái nó tuôn làm cái một luôn hay sao? Nó tuôn làm cái một luôn. Là ban ngày luôn hả cô? Ban ngày, tại vì thấy nó xuống rồi mày ginh ra nó là cũng ban ngày luôn rồi, nó sụp sạc ginh lên kịp chứ không thôi nó sạc xuống hết luôn rồi. Dạ. Có nghĩa là nó bị tuôn rồi mình mới phát hiện hay là trước đó là mình có phát hiện dấu hiệu gì chưa? Có thấy nó sụp đó. Nó nghiêng xuống mình mới ginh lên. À mình tha lên từ từ ha. Rồi sau đó nó tuôn xuống luôn. Tuôn xuống luôn hết vậy luôn đó. Dạ. Đây là hết rồi, con đi qua đó quay chút nha cô. Hết 600-700 triệu của cô. Nhưng mà may mắn là không ảnh hưởng gì về con người cũng như là những con vật nuôi trên đây. Bởi nát hay sao, đúng rồi, cái này là mô hình cô nuôi chồn. Bởi hết trơn. Con nói là sạt lở nguyên cái này luôn. Con cũng làm cột này kia là kiên cố lắm mà. Ồ, đây là nó bự lắm mà. Diện tích này lớn á, ở gần 700 triệu mà. Rồi đi, mình đi còn nghe góp góp nè. Cái này là cái vách tường này là người ta đập bên đây đập qua nè. Đứng này ghê quá. Có lưới sắt nè. Bước này được không chị? Được mà. Bước qua mấy cây cột này được không? Cột nó dễ vậy, cái đó bê tông rồi. Bê tông hả? Mà hơi gung giò quá. Ngồi nè đất nè. Thôi vậy cái căn bên đây cũng còn nguyên. Nè kè đất kè sọp kìa. Đất bở gẹt nè. Đó. Đất này mà khô hạn là nứt nẻ hết trơn. Bở gẹt nè. Bởi mùa hạn là gây sạt lở. Đất này cũng giống đất Cà Mau. Thứ một chứ Cà Mau chứ giống gì nữa. Thứ một. Chung với tính chất của đất ở Cà Mau mà. Thứ một. Lớn lắm á. Đây đi qua đó xa lắm á. Cũng cô cũng kỹ cũng làm chàm này kia nọ đồ. Nó sụp rồi nó không có phân biệt nhà cửa là cái gì bà con hết. Cứ khu nào không có chân là tuôn xuống hết. Nát hết. Cũng thiệt hại một phần tài sản lớn của bà con thất thoát đi. Mấy trăm triệu cũng đâu phải là số nhỏ đâu. Bây giờ bước chân miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật những cái khu vực khác nữa. Cung đường này phải nói là sạt lở kinh hoàng ở khu vực bên đường nhựa, còn bên đường bên kia sông bên đường đất bên kia cũng sập đất nữa. Thì cứ cách nhau vài chục thước là có một cái lỗ bị sập. Gần nửa đường luôn rồi. Gần nửa lỗ luôn rồi. Rồi cái đoạn này bởi muốn hết cái phần đường luôn nên mình đi bộ xuống đây mình quay. Cấm xe hơi vô. Ở phía trước hình như có một cái chiếc xe hơi. Sụp hết trơn.
có một chiếc xe hơi đó để cắm xe hơi đó anh. Bây giờ xe bốn bánh không có vô được, ta cắm luôn rồi. Ôi, tan thương thiệt. Cái khúc lộ này là nặng nề nhất nè. Có khoảng bởi sâu vô muốn hết là 90% cái mặt đường. Bây giờ chỉ còn xe máy chạy qua đây được thôi chứ xe lớp không có chạy được. Ta đổ thêm đá ta kè qua bên đây là cho xe máy đi nè. Mình thấy cái lớp đá để làm mặt nhựa cũng dày lắm mà nứt. Tại vì do cái phần kênh gạch ở dưới đó nó mắc chân rồi nó tuôn xuống xé đường. Tan hoang hết. Nó người ta nói năm thịnh bảo lộc mà mình thấy năm nay gì đâu mà chắc có lẽ là con rồng này, con rồng lửa. Còn đây có hai cô gái chạy xe qua. Chạy qua bình thường đi, đâu có gì đâu sợ. Nó găng tới ngoài luôn rồi. Găng. Chỗ mình đứng vẫn găng nữa nè. Cái ghê quá. Nè nước thở nè, nước thở lên tới dưới này còn dấu hiệu sản xuất nữa, để tay vô nhầm chưa tới nè. Gần hai găng tay mình á, này có 30 cm thở ra. Bỏ coi trường học chích lên xíu là nó bị khúc lên trên, nó không có bị à, vậy là đoạn chứ không có nó dán gọn dán đoạn ha, dán đoạn đoạn chứ không có điều hết, điều hết. Nhưng mà nó chạy về từ đây tới đó là khoảng mấy cây số anh? Đây hả, đây lên nó khoảng cỡ, nếu gom lại hết trơn thì khoảng cỡ dán đoạn đoạn không, mà chắc chưa đầy cây số đâu, cỡ cây số ha. Mà thì nó bị gián đoạn chứ không có liên tục, không có liền được, không có liền, không giống liền. Như ở dưới Cà Mau là nó nguyên một đoạn luôn. Cái này là nó đồng loạt nó sụp xuống một cùng một ngày luôn hay sao anh? Đây không có cùng ngày nữa, có nghĩa là khác ngày với nhau. Từ chứ là từ có nghĩa là chỗ này bị cái ngày mai chỗ kia. Ờ đúng rồi, ngày mốt kia hết. Ừ chứ không có mà hổng gãy. Đây có mưa cho chẳng nào mưa, mưa có một cơn mưa một à, có một cơn mưa luôn hả? Cơn mưa một à. Dạ. Mưa khoảng tới chắc cũng có 10 ngày trở lại. Mà cái này là bị trước mưa hay sao? Cái này là bị sau mưa. Sao? Sau mưa. Còn đằng kia chứ trước mưa. À. Trước mưa này sau mưa. Rồi cô đó chạy. Được không cô? Chở cái bình nước kìa. Nước. Người ta dân phải lắng vô gì nè, để đi để đi qua đi lại. Cái nói gần nó khúc đó mới giữ nè, khúc đó mới giữ đó. Khúc đó là khúc đằng kia cả. Chỗ dây đỏ đó. Nó một dãy khoảng cỡ dài hơn ha. Dài hơn chỗ này nhiều. Dạ, gấp cái này mấy lần? Chắc khoảng 2 lần 3 lần lại. 3 lần. 3 lần. 3 lần là dữ hơn cái này dữ lắm rồi. Là đang nhìn cái nằm ở trên dưới chứ còn chỗ nào còn. Này chắc làm cây hì xuống ha.
nó không phải cái thị giống như nó bị sạc nè, nó từ gì thôi, chứ thật sự không phải là cái thị là đâu được, đâu phải. À vậy đó, nó tuôn từ từ ha, tuôn từ từ đất nó chạy ra đó thì khô như vậy, cái mưa là bắt cá luôn đó, bắt cá luôn đó. Đặng còn giữ hơn cái này nữa. Dạ. Để chút xíu em chạy ra đặng em quay. Ừ. Vậy là cái chỗ này là sau mưa. Cái này là sau một đám mưa duy nhất. Trước mưa là nó cái chỗ này nó sụp. Còn cái đoạn ở trên kia chút xíu mình chạy lên trên đó, nó là trước cái trận mưa là do bị khô hạn thôi. Cái này bây giờ chỉ còn đi đường đất qua đây. Cái mặt bê tông dưới đây là mất hết phần đất ở trong rồi. Trời ơi, nó sụp cái đó trước rồi bắt đầu nó mới quay lại là nó nổ một cái bóp lại, nó gãy cái này nè. Nó nổ một cái bóp luôn hả? Ừ. Hôm đó chủ tịch tỉnh rồi có vô rồi tôi rồi đó. Dạ. Nó nổ một cái xịt khói luôn. Nổ xịt khói luôn hả chú? Nổ xịt khói luôn. Bởi vì cái bê tông rồi nó dày lắm. Dạ. Dạ. Năm. Ủa vậy lộn hả? Làm này, năm nay mới làm luôn trong Tết này. Rồi mới làm trong Tết luôn. Về lúc trước cái lộ cũ là đường đất hay gì anh? Cái lộ cũ là cái lộ đan nhỏ xíu vậy ra như thế. À. Cái lộ nhỏ 2.5 thôi. Người ta mới nâng ra là 3.5. Là giống như 2.5 rồi mình nâng thêm 1 mét nữa là 3.5. Thì mới làm cái chát, thấy con bê tông mới chát không? Dạ. Nó cứ ngỡ hạn quá rồi nó mới sạt lở. Cứ ngỡ như là có một đoạn đường mới, bà con rất là vui mừng, ai về bây giờ là còn tệ hơn đường cũ nữa. Chưa cái khánh thành, chưa có ăn mừng cái gì hết chứ. Là bị sụp rồi. Vậy là còn tệ hơn đường cũ nữa. Trời ơi, tệ hơn đường cũ người ta nè, đất người ta còn nguyên nè, cái lề cũ nè. Bây giờ đưa vô ông nội này mà ông nội cái vụ này là không có làm sắt. Sắt không có giữ được, không có sắt. Nhìn có sắt hay sắt nào không? Không có sắt nào hết. Đất ở đây nó không có bám luôn. Đất này đất bùn. Không có chân. Đất là U Minh Thượng, đất gừng, đất chàm không mà nó bùn sình quá. Ở dưới nó bùn ha. Bùn là nó tuôn xuống với một, không có lần nào chữa. Anh ở đây nhỏ tới lớn anh có gặp tình trạng này lần nào chưa? Chưa. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên trong đời. Dạ. Yeah. Làm cái lộ là mừng gần chết luôn, chưa có kịp ăn mừng nữa là gì rồi nè. Dạ. Bây giờ phải chạy vòng. Dạ. Đó, lỗ mới luôn. Phía bên kia cũng bị cũng nhân dây nữa kìa. Đó, khúc nó giữ hơn, giữ nhiều. Dạ, rồi cảm ơn anh đó, nha. Đó. Dữ lắm. Mấy anh em mình chạy về bên kia. Cảm ơn anh trai nha. Tới chỗ đó là thấy dài 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 chẳng thể coi sao. Trời, con nhiều lắm, con dài đoạn nhiều lắm. Chạy về nhà ha. Chạy về nhà nè. Dạ. Chạy về nhà. Có chạy thẳng luôn không hay là mắc phải vòng nữa? Chạy được, cái gan gì nè. Người ta lắng vô cho mình làm gì. Rồi. Lắng vô gì nè, lắng phía trong đường đời của nhà dân. Ở đó. Rồi. Bây giờ tới chỗ dây đỏ ra nhìn cái quay. Đây, chạy đây được một đoạn. Đoạn nào sạt lở thì té nép vô trong cái đường lề đất. Đây, tới cái đoạn này là không biết đi qua luôn đường nào luôn. Đoạn này là đi luôn rồi. Kè dòng vô đường đất trong đây. Đó, anh chờ mình nãy giờ. Đoạn này là im nè, đoạn này là bằng hẳn im luôn ha. Im mà. Im, đoạn này im ha. Nó để cho nguyên miếng luôn chứ. Cái đoạn này là chiều đi thể dục được nè. Bằng thẳng luôn tàn ơi, cái này là vừa trồng nè, vừa trồng rồi xuống hết trơn luôn. Không, cái này em độ chắc là một cái hì thiệt nè. Cái này là một cái hì nè. Cái hì nó mới bằng phẳng gì. Đúng không? Còn kia nó chùi xuống gì nó chùi. Hồi đó không phải chỗ này là nó cạn gì đâu. Tại mình đất mình sụp xuống đâu nó chùi cái đó thì nó cạn. Là đất cái dưới này lún xuống nó sẽ trào lên cái trào ra sình. Thôi ngộ hết sức rồi. Em mà nói em có quay ở Cà Mau cách đây 1 tháng. Nó chỉ nghiêng giống như kiểu bờ kè giống như đằng đẳng thôi, nhưng mà lần đầu tiên mới gặp cái kiểu mà nó sụp mà bằng như thế này nè. Bằng luôn. Đi xuống thể một. Cái này là đi xuống là như tập thể dục luôn á. Giống như đi nguyên luôn xuống hết chân đó. Đó, dài tới hẳn luôn. Dài tới bên đằng kia luôn. Dạ, đằng kia thì bãi, nhưng mà cái đoạn này cái vừa trồng cho đã vô vậy đi xuống đó hết trơn đó. Bằng ngang luôn. Bằng ngang thì là đất mềm dưới nó trồi lên bên kia luôn. Cái chỗ hoài thiếu nước, không có nước đâu mà ấy, đâu ấy đâu, nó chỗ hoài vậy. Đây chịu sự tác động của mùa khô hạn năm nay thì mấy cây mai cũng chỗ bông nè. Mình đi hết vòng cái U Minh Thượng là nhà nào là có mai cũng chỗ hết. Đây. Em đi đài vòng U Minh Thượng luôn. Đây. Đi lên mạng hả? Đó.
có những chỗ mà mấy cái vườn mai mà dày ha là mai chỗ nhóc hết luôn. Tưởng tượng là mình đang đi mùa Tết không à. Đây không phải cái này là phải là mình câu view đâu nha, theo anh trai chia sẻ là mùa nào thiếu nước, nắng nóng thiếu nước là mai nó sẽ chỗ. Đây ngày đây cô chú anh chị các bạn xem cho kỹ nha. Đó. Mình quay rõ ngày cho mọi người xem nè, ngày 13 tháng 4 đó. Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 nha. Hôm nay 13 tháng 4 đó, chứ không phải mình lấy mấy hình ảnh mấy bữa Tết đâu đó nè. Trời ơi, nhìn nôm Tết chưa. Nhưng mà cái này nôm Tết kiểu này là không có bà con không có vui, tại vì do tình trạng nắng nóng và thiếu nước. Lần tiên mình thấy mùa khô hạn mà qua mai lại chỗ. Nhưng mà đi dòng U Minh Thượng này là ở đâu cũng chỗ hết á. Chỗ nào cũng chỗ. Chỗ đều chân mà. Chỗ đều hết luôn á. À chảnh nè, một cái trăm cây chảnh nè, chỗ vừa thấy chỗ chơi luôn ha. Trăm cây chảnh. Mai nở giữa mùa hạn hán. Hạn hán luôn. Này còn không biết tới Tết nở nữa, không biết nữa. Lạ quá, lần đầu tiên mình cũng mới thấy luôn. Bông nở xay luôn á, không có thua gì mấy ngày Tết á. Tết chưa chắc gì mà chỗ như thế này đâu. Nó là cái dấu hiệu của nắng nóng và thiếu nước hay anh. Bây giờ nó không có mưa, không có nước tưới luôn. Bây giờ người ta trồng vậy thôi, có mưa thì mới được. Rồi bây giờ không có đường ống kéo ra rồi lấy gì tưới. Nó lấy gì tưới ra rồi nó chỗ bông luôn. Rụng lá khô hạn quá, rụng lá rồi nó chỗ bông ra. Ở đây bà con xài nước ngọt đủ không anh? Nước ngọt thì nói chung là đủ, không có thiếu. Nhưng mà nước người ta khoan cái nước được. Chỉ có đặc biệt là cây nước người ta không có đâm ra, bị ta tính là đâu có đến nỗi gì đâu, hình ra đâm không có đâm ống ra thứ được mấy cây mai. Chỉ có cái là thiếu nước tưới thôi. Thiếu nước tưới. Dạ, cảm ơn anh. Cái bê tông này dày là 1 tấc 6 anh. 1 tấc 6 à. Con đem đo thử coi. Đúng rồi. 6 à. Gan tay em là cỡ 2 tấc á. Này là cỡ 1 tấc 6 tấc 7 á. Dày lắm á. Cái bê tông là 1 tấc 6 á trời à. Nhưng mà này còn dính lại nè. Cái gì sắt nó nặng quá nó sụp luôn. Hình như ở đây nó có một cái lớp đường cũ nữa kìa. Đường cũ thì nhỏ hơn. Đường cũ nó nhỏ hơn là có đường cũ là hồi trước có lộ đan 2,5 mét gắn lên đó. Rồi bây giờ xuống dưới đây là đi bằng thẳng luôn. Bây giờ ta tập thể dục cũng được. Nè đi tập thể dục được nè. Rồi con trai phía trên đi nha. Đó. Từ đó xuống đây sụp chắc cỡ hơn 2 mét ạ. Này ba chắc 2 mét đi, cho 2 mét đi. Hơn 2 mét á. Hồi đó là có mí lộ cũ. Mí lộ. Từ mí đầu của bức tranh miền Tây đến mặt lộ trên đó là ở 2 mét. 2 mét. Ồ nó bằng luôn. Nó bằng tưởng tượng như là mình đi không có bị sạt lở gì đó. Rồi tới đây là bể nè. Cái này có nghĩa là bị sụp chỗ nào nặng nó không có chân là nó nứt. Sốc. Kiểu như không bằng á. Nó không bằng nó bị sốc á. Nó phải sốc, nó phải gãy gì. Sốc nó gãy á. Cũng không có bằng được á. Cao thấp mà nó bị gãy. Đấy nha. Đằng kia còn giữ tợn hơn nữa kìa, đằng kia nó bị sụp. Đằng kia là giống như chùi vậy đó. Đó đó. Chùi gan nãy nói vậy đó. Còn ở đây nó mới nó lúc mình nguyên miếng xuống luôn rồi chứ. Ồ, thôi. Cái này thôi nó chùi. Giống như là nó bị lỡ từ mới đưa xuống gì. Còn ông này thì đi nguyên xuống luôn, nguyên xuống luôn. Bây giờ mấy cái này là bỏ hết rồi đâu có xài được nữa, đập bỏ, ra bỏ. Bỏ hết. Đập ra phải làm cái nền lại mới tiếp tục đổ bê tông lên. Đổ là cũng như là lấy mặt bằng lại rồi nó cán tiếp tục lên. Cán tiếp tục lên, mà tốn một chi phí lần thứ hai tiếp tục nữa. Chi phí lần thứ hai nữa. Mà bây giờ công nhân mà đập cái này ra là mệt mỏi nữa nè. Sáng làm không còn lấy sắn cẩu á. Cẩu đập á. Nện nhìn nó khoan bê tông, có mấy khoan bê tông chứ. Ờ đúng rồi, lấy mấy cái khoan á. Trời ơi, trời độ dày dữ lắm trời nè.
Có này mà mình đem vô nhà mình lót coi sân nhà mình yên quá ha anh. Ai đem vô được? Mình có cái mà ai mà đem vô nổi. Mày đoán. Cái đây. Kêu cho bốn chú. Anh em mình khiêng miếng vô được không? Cho chú con tấm đem vô nhà lót sân nè. Bốn anh em mình khiêng cái này. Lấy không? Để chúng tôi coi nè. Cái gì? Ông nó tính là mình bưng lên. Bưng lên hả? Tính cho. Cho chú con tấm đem vô nhà lót sân. Là mình đi cái này là đi cái nghiêng nha. Đi được nghiêng, đi nghiêng, đi nghiêng. Thấy vậy ta? Ờ đi nghiêng. Con dép tô ong mà. Cảnh tượng là giống hệt ở Cà Mau luôn. Ủa nát hả trời. Nhưng mà sao mình thấy ở đây có cái gì nó mí giống giống như xi măng vậy ta. À cái miếng vải, người ta có lót vải nên. Lót vải nè. Ờ mình liền. Đi chỗ đây rung chân quá. Giờ phải vòng vô trong nhà đất xăng của bà con làm đường mòn đi chạy xe. Kênh này khô luôn. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà sơn một màu xanh mới và đẹp, nhưng chẳng may đã bị sụp lún chúi về phía trước chứ không có ngã về phía sau. Mình thấy cái máy quạt gió của máy lạnh bên trên đang hoạt động, chắc có lẽ là có người đang ở bên trong, không biết bên trong nó như thế nào nữa. Để mình vào đó thì mình tìm hiểu thử xem nha. Mình thấy là cái nhà rất là mới. Một số đồ đạc còn rất là mới, nhà chắc mới cắt quá. Dán tường còn mới lắm luôn, gạch còn rất là mới nè, chúi vào phía trước nè, có hình như là nhà lầu nguyên quá. Bên đây tạp hóa bên đây đang xử lý gì, cho con hỏi thăm chút coi chú ơi, bên đây có bị ảnh hưởng không chú, có bị ảnh hưởng giống bên đây không chú? Dạ là mình là bị ảnh hưởng, là mình đang khắc phục ha chú. À cái nhà bên đây là cắt bao chứ thấy còn mới quá. Cái nhà mình đó cắt lâu mau rồi chú? Mới mấy tháng hả? Là nó bị hồi nào chú? Cách đây 2-3 ngày ha. Là bên của chú cũng bị giống vậy luôn, cũng bị 2-3 bữa luôn hả chú? Bây giờ mình đang lấy đồ ra dỡ ra, đang khắc phục lại, đang xây lại, chỉnh lại cho ngay lại ha. Có thiệt hại gì nhiều không chú? Chưa thống kê, chủ yếu là mấy cái vật dụng trong nhà này kia nọ ha. Nhiều con người thì không có sao hay chú? Vậy thì cũng mừng. Muốn là thiệt hại nhà cửa với vật dụng. Nó lúc mình tới xuống là mình cân bằng lại mình làm luôn hả chú? Nó xuống từ từ hay là nó làm một cái hì gì chú? Từ từ ha. Đang làm chỉnh là xây lại mấy cái chân.
là nó sập ban ngày hay ban đêm chú? Ban ngày. Là bên căn bên này của chú luôn hay là của hàng xóm? Của hàng xóm sát bên nhau ha. Thì của anh trai anh đang tô hồ mà mình thấy anh đứng với cái tư thế là nghiêng á. Đây là khắc phục sau tình trạng sụp lúng nhà bà con. Chú vẫn chưa thống kê được mình hao hụt tài sản khoảng bao nhiêu tiền. Giờ làm lại 3 đường, 2, 3, 4, 5. 5. 5 đà, kiểu như 5 cái đà. Thêm cái đà trước nữa nè. 5 cái đà, với cái đà trước nữa nè, đà ngang nữa nè. Để chỉnh xây lại mấy cái đà, rồi làm cột dựng lại. Ở đó chỉnh lại cái phần ở trên. Ở trên còn nguyên dạng nè. Mình ra, mình dây ra phía xa rồi. Vô có sao không? Người ta và nhà mới cắt có mấy tháng thôi. Cái nhà mới cắt vừa gặn còn rất là mới. Tội nhất là cái nhà mới cắt. Vô thử coi. Tìm vô đây đến một cặp coi giống như là đang đi lên cầu thang vậy đó. Nó chọt nha. Thôi cô. Thôi tôi phải dịnh nó mới được. Nó chuối quá, nó cao phải vậy chứ. À, cô chú anh chị nhìn nè. Nó chuối á. Nó chuối theo kiểu 90 độ. Cầu thang là tầng dưới hả? Tầng dưới. Ý như là nó lún hết tầng dưới xuống dưới rồi. Có nghĩa là cái nhà mới xây nên nó còn chắc chắn, nó chỉ sụp ở dưới thôi. Bây giờ mình cứ mình đứng mà nó bị cứ tụt tụt. Ơi đứng nó cứ tụt tụt hoài à. Nó chơi kìa, nè nè nè. Nó chơi. Nè mình thảy đi dép con gì lên nha. Nó chạy xuống à. Kìa đó 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 nó tụt xuống chưa? Đó 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 đó. Căn nhà bị nghiêng. Ôi ôi nghe an toàn không? An toàn sao đâu, người ta lấy đồ lên mà. Gì? Người ta lấy đồ lên này mình muốn xuống chút lên làm sao không? Có người dưới không? Thôi lên nhiêu được rồi, nguy hiểm lắm rồi. Để tôi đi xuống nè. Ở dưới đây có nhà bếp. Do nhà bếp hả? Do nhà bếp giữa với một phòng ở trong. Với có hồ cá kìa. Nhà cắt lên quá đẹp. Đó rồi, để em đi gần cái đường lộ này của chú. Nè, nó rõ xuống nè. Tuy sụp lúng rồi nhưng mà mình thấy cái nhà là còn nguyên. Không hề có tình trạng là rạn nứt hay là bể xé bê tông gì hết. Bơi còn mới tên luôn. Ôi ông thầu nào xây cái nhà tốt quá ha. Nhà mới luôn. Gạch không có hiện tượng là mình phải đi mình phải bám như thế này nè để nó chợt á. Để tôi đi lên chút này. Nè. Dạ. Bước chân mình ta sẽ cho con chú anh chị xem mình đi chợt có tin nè. Đây nè nè, do là cái nhà nó bị nghiêng cái chợt xuống nè nè mình không có đi nè. Mà công nhận thì ông thầu này là xây là chất lượng luôn. Không có một gặn là xé tường gì hết, nguyên xi luôn. Vậy là ông chủ nhà là vừa là thầu luôn. Bởi vì ông xây kỹ. Cái này là chỉ tốn tiền là mướn người ta bắn, người ta đẩy nhà lên là xong. Chỉ lại là phần là cái phần nền chân á. Nhưng mà sợ nhất lên cái đằng sau nó đẩy ra được đó. À đằng sau. Cái chân cũng là gấp. Nó phải trên bờ cơ thì còn xử lý được. Cái này nó dưới sông mà. Ờ mấy sông. Đất ở dưới nó kiểu như nó lúng á. Cũng khó ha. Nó kéo luôn cái nhà này xuống mà. Chứ mà nhìn cái nhà thì quá ok luôn rồi, nguyên si luôn. Không có chỉ nghiêng thôi. Nhà này nó lún nó tụt, nó kéo nhà này xuống đó. Dạ. Là nó lôi cái nhà này theo luôn hả? Ủa hai nhà có dính nhau không? Không dính nhưng mà cái sàn có nghĩa là có dính sát vào nhau mà. Chung cái nền hả? Chung cái nền. À chung cái nền rồi xé đi theo luôn ha. Sập cái sàn nó ấn xuống luôn. Tai nạn quá nó sập cái nhà. Này nó kéo nghiêng theo. Dạ dạ. Bên mé bên kia cũng cái bờ bên kia. Và nghe ông chú này ông đang diễn tả gì đây? Ông không biết nói chuyện. À. Ông chú ông diễn tả lúc bị sụp lúng đó phải không? Tao đâu sụp lúng sao cho anh kể là em nghe coi. Sụp đến sao? Diễn tả lên coi. Diễn tả lại sụp như thế nào á.
À, rồi. Rồi cảm ơn anh trai. Đó. Đây là bữa nay là mình dành cho khán giả. À, khán giả nghe người về khuyết tật. Người nghe bằng động tác á. Nói là do mấy xe bồn nó chạy nặng quá, bồn xe bê tông á. Là chú dịch lại con nghe, chú là sao chú? Là xe bồn hả? Giờ chú ở đây cũng biết. Là xe bồn hay gì? Là sao? Anh nói xe bồn chạy gì đó. Phía trước đường có một đoạn bị sạt lở, người ta cấm xe tải vô, có biển báo cấm. Cái đoạn này thì mới có dấu hiệu găng thôi, nhưng mà trong thời gian tới có khả năng nguy cơ sẽ bị sụp hết cả con đường luôn á, tại vì mình thấy nó găng hết con đường rồi. Ở đằng kia cũng vậy, ở đằng kia là cũng găng hết đường nhưng mà sập xuống luôn rồi, không có còn nữa. Bà con ở đây mình thấy trồng chuối nhiều, chắc trồng chuối trong rừng quá, rừng U Minh đó. Đi vòng vòng bây giờ thấy chuối nhiều. Nè, ở đây có một đoạn bị sạt lở tuyến quốc lộ. Cái này thấy nặng nè. Nguyên một lỗ lớn luôn. Rồi là một số hình ảnh cảnh gần U Minh Thượng vào mùa hạn hán năm 2024, cũng như là đời sống của bà con, cảnh khó khăn của bà con sau khi bị mất nhà trong lúc bị sạt lở đất. Thì có lẽ thì Bước Sang Miền Tây cũng sẽ khép lại video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem, và đừng quên ủng hộ Bước Sang Miền Tây bằng cách là cho Bước Sang Miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận. Chúc sức khỏe tất cả mọi người, hẹn gặp lại trên kênh Bước Sang Miền Tây những tập tiếp theo.